Hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tiểu Từ Đường Phố đây, rất vui gặp mọi người nha. Chúc mọi người những phút giây thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hay nhớ like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để chuông thông báo nhận video mới từ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước khi bắt đầu video hôm nay thì chúc anh em một buổi sáng vui vẻ nha. Xem video mình sẽ vui vẻ và một ngày sức khỏe dồi dào nha. Hôm nay thì anh mời Tabu Bulu này. Đây viện trợ team sâu đây này anh em này, con mà viện trợ team sâu đắc lực mà mình đã tự kể với anh em là con này nha, Tabu Bulu nha mọi người. Hôm nay đang ít mời em nó. Ngoài ra các sự kiện thì vẫn đang diễn ra đều đều và chưa có cập nhật mới. Đầu tiên này nói về vấn đề event, tự nhiên có một số anh em bình luận kêu là hôm nay mấy giờ làm event thì như mình đã hứa thì đạt 1K7 mình sẽ làm event nha mọi người. Hiện giờ thì vẫn chưa đạt đủ nha. Ôi. Wow, đây đã trả quà cổ vũ luôn rồi. Mình cổ vũ trúng một người anh em, hai phát trượt, trúng một phát. Hôm nay chị cũng chuẩn bị cổ vũ champion rồi anh em, 12 tháng 8 ngày nữa chưa, tháng dài anh em mới bắt đầu vào giữa kỳ trung một kỳ cham mùa này thôi. Nhà hơi to. Ôi giờ chúng ta bắt đầu điểm qua event như thời tiết cho ngày hôm nay nha mọi người. Đầu tiên là thời tiết. Hôm nay lại có mưa rông này mọi người, 9 giờ 11 phút đến 11 1 phút nha. Lưu ra anh em nào chưa có thì tranh thủ nên bắt nha, đặc biệt mấy anh em xem vào mới, nếu mà có vé thì tích nên vào bắt nha mọi người. Con này hỗ trợ rất là mạnh, đặc biệt ở giai đoạn đầu nha. Lượng đam của nó mang về cho anh em rất là lớn luôn. Anh em tranh thủ quét phiêu lưu ký, một công việc không thể quên vào buổi sáng. Và anh em nào có quên thì mấy mình quét nhớ vào game mà quét nha. Nhận hàng Ultra. Sự kiện trong tuần này thì vẫn đang còn gì xếp tính cách anh em này. Là su lên server xem nào. Lại đến S49 lên rồi mọi người. Với số tiền nạp lên đến 130k 800. Kinh. 130k vị trí 30k là 5 triệu. Vậy là coi như là vào 4 lần. Kinh hơn 20 triệu rồi anh em. Cặp Ultra lần này đua phải căng nha. Bắt đầu con số tiền đã lên đến hơn 20 triệu đấy mọi người. Các top giành giật nhau ghê quá. Event đổi thì vẫn đang có cặp cộng hưởng, rồi cặp bá chủ, đồng thời cũng là đầu cặp Black White Supreme luôn. Anh em tranh thủ mà làm, nếu như đã đủ nguyên liệu. Rồi tiếp theo bàn quay, kiếm ca kim cương anh em. Chắc hôm được hôm đầu thôi, chứ đâu mấy hôm sau này thì có, lại 550 anh em. Event quà, hôm nay vẫn đang bán... reset Pro 1, Pro 2 là anh em, cộng với đá sao xa nha. Và nguyên liệu lân vòng tay Z anh em tranh thủ mở đổi. Quả hot vẫn đang còn em Atchan này. Rồi, even nạp tiền dinh có hot thì chắc chắn vẫn giống mọi hôm thôi với thẻ Master mới. Mấy lần không cho Master bị chừa sử anh em. Từ bữa nó lấy vô hiệu như từ bữa nó cũng không cho nữa luôn. X10 này này em Tabu Bulu này, anh em nào có nhu cầu rút X10 thì liên hệ mình nhá. Một con viện trợ bút cho team sâu khá là ổn định. Tiêu phí thì chắc vẫn giống mọi hôm thôi. Không có gì là mạnh mẽ hơn. Ô vậy là hết đi vần rồi. Còn ạc này giờ phải đi tranh thủ quét võ đài đấy nha mọi người nhá. Anh em đợi mình tí, con này bây giờ tranh thủ phải đi quét võ đài. Một lần. Vì con nạc này chưa phun được cái võ đài này anh em. Nó mới đang dở chừng, đặc biệt là điểm tẩy vẫn còn chưa mát được. Đấy, thế nên là mình vẫn phải đi này nha. Rồi. Tiếp theo. Ây chà, đã có kết quả rồi, báo danh này. Báo danh ngay anh em. Báo danh thì hơi bị yếu kém nhỉ. 9 em ở đây mới có, mình mới có 7, tầm 7 đến 8 em. Chỉ đặt như này đi. Rồi. Đành phải đặt tạm như này nha mọi người. Có gì đội hình sau. Kỳ trước hiện giờ top 1 là anh Win nha. Đấy, mình biết ngay xe Win mà.
Top 2 là Arin. Top 3 là anh Azru à. Toàn mấy top nằm ngoài dự kiến nhỉ. Ta xem qua đội của anh Win coi. Anh Win hiện giờ đang được đầu là đã dùng đến bá chủ Black rồi. Con này chắc đánh full map luôn, full team bạn luôn. Nhìn là thấy với tổng lực chiến hơn 3 triệu mà team bạn toàn 900 chứ mấy. Đâu con này hơn 3, con này 30 triệu chứ, team bạn toàn 900. Ta sẽ đi đến các trận của các top thôi. Xem là phía bên này anh Win đấu với ai ở phía dưới. Phía dưới là có R Win nha. Và Wendy buồn bá. Và sẽ xem hai anh bạn này hai thằng ai thua và tìm độ đã sử dụng bao nhiêu nhá. Anh em đừng cứ lên nhớ vào đây đấu bây giờ yêu cầu ít nhất là 9 con bet nha mọi người nha. Đó, anh em sắp bet làm sao mà có thể đi vào được đến ngày cuối vẫn còn những con lực chiến cao, tránh bị hạ go ván ngay từ đầu. Biu bet hay vậy. Wow. Bên này từ bên này là bao nhiêu? Con bet của bạn bên này là 17 triệu đồng chiến. Wow, build con này lên chơi luôn à. Đây là Win cũng phải thôi. Bên này 17 triệu đồng chiến cũng căng tay đấy. Để xem đấu với anh Win xem nào. Tiếp sau anh Win cho anh em nào ra. Win thì như có cặp Ultra cộng với Hoppa thì phải. Mình từng giao đấu với anh Win ở trong PK lên server và lần hồi còn cầm bằng anh Joken. Và ông Hoa này, hộp 3 nó xuất trận này. Hộp 3 của anh như đây 30 triệu đường chiến đúng không? Đúng rồi, 30 triệu đường chiến anh em. Đó. Vậy trận sau chắc là gặp Ultra. Vì anh nghĩ là có 3 team chính là hộp 3 Ultra cộng với Black Quica, Black bá chủ. Đó. Rồi, tiếp theo đến bên này, phía bên này thì xem hai top 1, 2 xem là đánh như nào. Đầu tiên chúng ta sẽ xem top 3 chứ nhá. Top 3 là anh Adrun đấu với anh Hero. Còn đâu quà thi đấu này về thì cũng chỉ được đồ nâng cấp vòng tay Z thôi chứ cũng không có gì là mới lạ hay là gì đặc biệt lắm anh em. Đã dùng đến dây nhá, team đầu tiên dây là con đam chính, nhìn là thấy. Đồ, dây thua luôn, Zep Rome luôn à. Nhưng mà đối tượng Adrum thắng, vậy là con bet cuối cùng là Aesert là con đã đấu trận thắng trận này à. Không, Jack Rome, bên này Jack Rome chắc luôn. Chắc chắn là Jack Rome biết mà, nhìn là thấy. Jack Rome 11 triệu. Ở cung đài trên. Top 2 chúng ta sẽ xem luôn nha. Top 2 thì new anh em đấu với anh Azin. Xem lần này anh Azin đã sử dụng những con bet gì rồi. Để xem lúc mà vào đâu anh Win thì anh Azin sẽ cầm cái gì đánh lại với cặp Ultra của anh ấy nhá. Azin lượt đầu dùng dây bá chủ à. Dây bá chủ làm lượt đan chính. Ủa mà sao nhiều anh em chơi con này nhỉ. Đây lấy giờ mấy anh em nha. Để chơi con này mang vào trong trận trong này nha. Dây ulti Win rồi. Con này là Win chắc luôn. Rồi để xem nào, tiếp tục xem nào, anh sử dụng những con bet gì mà trận này xem sử dụng những con bet nào nào. Một bên là DNC bá chủ Ho-Oh và Thorus.
Còn bên này dưới này thì dùng biên ga, thần điện và một con hy sinh. Ở đây anh em đi đánh này mình khuyên không nên mang theo hy sinh nhá, vì nó chẳng có lợi gì đâu. Nó bút, nó chết, nó bút hy sinh cho ai thì mình cũng chịu luôn. Ồ, hộ ô xuất trận luôn à, gắt ta. Đến cơ độ hộ ô phải xuất trận thì gắt rồi anh em. Nhưng mà chắc chắn là hộ ô có khả năng bị làm xuống á, biết mà. À ừ, quên, anh Aruto mà. Còn thần điện này chắc chắn lại vá nó còn này luôn. Hệ bay mà, hệ bay dính hệ điện đi. Anh ấy cầm tin toàn hệ điện, à hệ bay, trong khi bên này thì có hệ điện nha mọi người nhá. Em thần điện thì nó có cả hệ băng nó luôn. Đánh rất là thốn với hệ bay. Rồi trận cuối cùng đây. Vậy nãy thì anh ấy đã dùng hết bay thần điện rồi. Rồi cuối này không biết làm gì, chắc là cập Black White Kill Ram, hoặc là Acer tìm hy sinh, hoặc là ẩn chứa qua đây là hộp ba, hoặc là Megalodonma cũng có thể khả năng đấy. Chưa nói trước điều gì anh em, chúng ta vào trận cuối này để xem kết quả thì biết ngay. Đó, biết ngay mà anh Win sẽ sử dụng cặp Black White Kill Ram ở quận Ultra trận cuối này. Ở bên này là Ma Sát Đâu và Black Kill Ram bá chủ Thoarus đi lốt đi hết anh em, không đào lại được vì mình đã từng solo với Ultra của anh Win một lần rồi. Cái cặp Ultra cũng như ấy của anh này rất là cực chiến, rất là khỏe và mạnh luôn anh em. Đánh mát được, mát thốn luôn nhưng mà không. Đấy, tình hình anh em cổ vũ đến đâu rồi? Đó, tình hình cổ vũ đến đấy rồi. Ở video sang nay mình cũng kết thúc đây thôi. Có gì hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Anh em thấy hay nhớ like, subscribe và nhớ chia sẻ video để nhận thông báo để video mới tới mình. Bye bye, hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Và nhớ chia sẻ kênh để mà sớm đạt được subscriber để có event chơi nha mọi người. Bye bye.